Rồi, xin chào các bác trở lại với chuyên hồng sơ. Hôm nay thì em đang có mặt ở Mitsubishi Bắc Ninh. Các bác đang tham khảo X-Force thì hôm nay bên em có phiên bản Ultimate lái thử ở đại lý Bắc Ninh luôn nhé. Các bác có thể thấy là màu rất đặc biệt. Bản chất thì giám đốc bên em đã warp lại cái xe này màu xanh lá cây rất hợp mệnh và thay mâm đa chấu thể thao. Các bác nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Anh chị các bác có nhu cầu lái thử thì trải nghiệm bản cao cấp nhất, bản Ultimate thì có thể qua bên em nhé, ở Mitsubishi Dương Tuấn ở ngay cột đồng hồ thành phố Bắc Ninh. Các bác ở các tỉnh địa phương lân cận thì cũng có thể qua bên em mua xe, thì thời điểm này giá X-Force khá là đẹp rồi. Cả bốn phiên bản từ GLX, Exit, Bre hay là đặc biệt là bản Ultimate này thì giá thật sự là phải nói là rất hợp lý ạ. Thì em lên nhanh cái báo giá bản Ultimate như này và giới thiệu cho anh chị cái xe lái thử mình có nhu cầu để qua trải nghiệm. Thì sơ qua về chiếc xe thì bản Ultimate này là bản cao cấp nhất, giá niêm yết của nó đang là 705 triệu. Đấy ạ, nó so với bản Premium ở dưới ạ thì là đắt hơn 25 triệu. Và các bác được trang bị thêm bộ loa Yamaha cao cấp, trang bị thêm cốp điện, hệ thống ADAS. Đấy ạ, thì anh chị có nhu cầu cứ qua bên em. 705 thì tháng này X-Force được giảm giá rất là nhiều rồi. Các bác mua thời điểm này thanh toán thực tế đâu đó nó chỉ bán vào khoảng tầm 689 triệu, tức là các bác được giảm vào khoảng 15-16 triệu và vẫn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Combo phụ kiện như là giá phim cách nhiệt này, trả sàn da này, cam hành trình. Đấy ạ, thì thời điểm này X-Force có thể nói là ra đường gần như là đậu gặp. Giá hợp lý mà thiết kế đẹp, nội ngoại thất ok. Mua thì gần như là không phải độ đẽo thêm nhiều, thế là mình đi thôi. 689 thì các bác lăn bánh ở Hà Nội nó sẽ dao động vào khoảng 799 triệu và các bác ở Sài Gòn sẽ là 785 triệu. Các bác lăn bánh ở tỉnh địa phương thuế 12% như là Lào Cai, Quảng Ninh thì mức lăn bánh dao động vào khoảng 779 triệu nhé. Và các bác lăn bánh ở Bắc Ninh, Bắc Giang tỉnh thuế 10% thì cái mức giá nó sẽ dao động khoảng 765 triệu. Về trả góp thì hiện nay các bác trả góp tối đa được khoảng 80% của giá trị xe. Mình có thể vay trong vòng thời gian từ 5 đến 8 năm, cái này tùy mình lựa chọn. Thì nếu mà với mức vay tối đa và thời gian vay tối đa thì các bác chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng từ 230 đến 250 là mình có thể trả góp mẫu xe rồi. Hàng tháng thì mình trả cả gốc cả lãi đâu đó vào khoảng gần 10 triệu nó giảm dần. Gốc nó tác động vào khoảng 6 triệu, hơn 6 triệu và tiền lãi vào khoảng hơn 3 triệu một chút. Thì cái mức vay hay là cái thời gian vay thì mình có thể lựa chọn và nó phải theo vào cái hồ sơ tài chính của mình. Ví dụ các bác không nợ xấu hay là chứng minh thu nhập tốt hoặc là không chứng minh được thì cái lãi suất có thể là khác nhau. Đó, thì đó là sơ qua về cái giá xe bản Ultimate. Thời điểm này giảm 16 triệu tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm và một gói phụ kiện như thế thì phải nói là rất hợp lý so với cái lúc nó mới ra mắt rồi. Đâu đó lúc ra giá hiện nay thì giờ khoảng 1-2 tuần thôi mà hãng họ giảm giá cho các bác thì cái mức giá em thấy rất là ok rồi. Mình có thể qua trải nghiệm thực tế và xuống cọc. Thì thời điểm này cái giảm phí trước bạ nhiều các bác đợi để xem nó có giảm thêm. Em nghĩ thì khả năng là sẽ không giảm. Tuy nhiên mà bảo là X-Force này có giảm thêm được không thì cũng rất là khó trả lời. Rồi, đấy là về giá bán của Ultimate thì là như vậy. Một số bản như là Premium thì hiện nay bọn em bán đâu đó nó rơi khoảng tầm hơn 650 một chút thôi. Hoặc là GLX, GLX thì bây giờ bán giá cũng rất là cạnh tranh rồi. Giảm đâu đó phải hơn 40 triệu rồi. Đấy, nó dao động vào khoảng 550, dưới 550. Các bác vẫn đầy đủ phụ kiện tặng kèm như thế. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em. Đấy, còn lái thử bên em đầy đủ xe, đủ màu cho các bác xem. Rồi, về phiên bản này đi. Ghế da, loa Yamaha, ghế da hấp thụ nhiệt. Đấy, có một cái một số điểm mới trên X-Force, ghế da hấp thụ nhiệt hay là nội thất vải. Các bác mới tìm hiểu thì có thể cân nhắc. Màn hình 6 vô lăng là màn hình điện tử 8 inch. Đấy, màn hình giải trí sẽ là màn hình điện tử 12 inch nhé.
Trên này thì mình có đàm thoại rảnh tay hoặc là ADAS, Cruise Control là đầy đủ. Hơi tiếc một chút là thông thường với các hãng khác ấy, thì trong ADAS họ sẽ có cái lệch làn đường ở trong cái cam sau gương chiếu hậu như này. Tuy nhiên thì trên X-Force thì sẽ không có cái hỗ trợ giữ lệch làn đường nhé các bác nhé. Rồi điều hòa thì tất nhiên là hai vùng độc lập sạc không dây, đèn viền LED nội thất là từ bản Bre đã đầy đủ rồi. Hàng ghế hai thì các bác yên tâm là với một người cao to như em này, 1m8 này, ngồi hàng ghế hai này, phải nói với các bác là đây vô cùng thoải mái luôn. Đây là em còn chưa chỉnh hết hàng ghế thứ nhất luôn, thì mình ngồi rất thoải mái, hai hàng ghế cổng sạc là đầy đủ. Và đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai của X-Force ấy, bệ tì tay hay là mình chỉnh được 8 cái mức độ ngả, thì đây cũng là một điểm khá là tốt, ví dụ so với X5 chẳng hạn, đúng không ạ? Các bác ngồi, cá nhân em ngồi ấy, thì có thể là nó thoải mái hơn X5 về cái khoảng để chân này, hay là cái độ ngả của ghế, vì ghế hàng 2 X5 là ghế cố định. Đó, đó là sơ qua những các điểm về nội thất. Đấy, còn về ngoại thất thì ba bản nó trang bị mâm 18, sếp em thì thay mâm thể thao rồi. Đấy, anh chị có thể để ý cái đèn, đèn trên cái bản này thì toàn bộ là đèn thông minh AHB rồi, tự động cụp chiếu tự động, pha cốt hay là đèn gạt mưa tự động là mọi cái auto rồi. Đấy. Rồi em cũng giới thiệu nhanh qua cái X-Force màu xanh lá cây như này, anh chị có nhu cầu thì cứ qua bên em lái thử nhé, alo em để hẹn trước. Giá cuối tháng 7 trước Ngâu ấy thì đang giảm 16 triệu, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện cho xe. Mình có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em để bên em có gì bên em tư vấn các phiên bản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.